Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết, mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn, mời nhà mình giao lưu cây đầu tiên của tập này có mã số là 791. 791 là một phôi kim tiền lũ thép âm thân luôn nha. Cây này lùng lực luôn. Cây này về mình làm bonsai là hơi bị tuyệt vời. Cái này mình bỏ đi luôn. Mình làm dáng này. Đây. Lũ thép này nha. Mình lên phần đây, mình phần đây làm đỉnh này, thằng này ra đây giống như mình làm cây bài á, cây này là tuyệt vời luôn. Đó. Rồi cây này hoành chắc tầm 30, cây cao là tầm 50, bầu ươm là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha, là một phôi kim tiền rất là tương lai luôn, 400k bao ship rất chi là ok luôn, lũ thép âm thân luôn nha. Cây rất là lực cây. Cái này mình tạo ra một phôi bonsai là tuyệt vời luôn. Cây tương lai luôn nha. 400k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 792. 792 là một phôi cẩm thị form thiên nhiên, một cốt rất là lực cây luôn nha. Cây này có hoành là 70, cây cao là 85, bầu đất là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 2500k bao ship luôn nha. Đây là một phôi rất là đẹp. Phôi này rất là tuyệt vời luôn. Rất là lực phôi. Cây bao sống cho mình yên tâm luôn nha. Những cái phôi này là những phôi cũng tương đối hiếm nha mà. Rất là lực luôn. 2500k bao ship. Rồi mình xem ở mặt còn lại đây. Cái này về mình xử lý các đầu ngọn lại nha. ₺2500 bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 793. 793 là một phôi kim tiền đến nở vuốt ngọn luôn, cây rất là già, cây cuồn cuộn luôn nha mình. Cây này có bầu ươm là 40, cây cao là tầm 50, cây này hoành chắc phải tầm 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship. 350k bao ship là một phôi kim tiền đến nở vuốt ngọn luôn. Cái này rất là ok luôn nha. 350k bao ship rất chi là mềm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 794. 794 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên, liền cốt luôn nha. Cây này liền cốt luôn. Cái này hoành ngay chỗ này tầm 20 hơn này. Cây này có bầu ươm là 2, 4, tầm 50. Cây cao là 2, 4, 50. Cây cao là 50 luôn nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 400k bao ship luôn. 400k bao ship là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên liền cốt luôn. Ở dạng cụm liền cốt luôn nha mình. Lá nhỏ luôn nha. 400k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 795. 795 là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha, liền cốt luôn. Dạng cụm rừng liền cốt luôn nha mình. Cây này thì đường kính là 2 này. Đường kính 30. Thì hoành chắc không phải là tầm 70. Cây cao là 2 4 6 70, cây cao 70. Bầu ươm là 2 này, 4 này, bầu ươm là 50. 50 40 nha mình.
Cái này nhà vườn xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. 700k bao ship, nhà mình xem tham khảo ưng ý thì ủng hộ luôn. Cụm liền cốt luôn nha mình. Cây rất là già. 700k bao ship. Cây rất là già cây luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 796. 796 là một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn nha. Này, nó nguyên cái form thiên nhiên rất là ok luôn. Rất là tuyệt vời. Đây. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm luôn nha. Cây này về mình lên cái chậu nữa là ok thôi. Cây này thì một cốt có hoành chắc tầm tầm 30. Cây cao là 2 này. Cây cao là tầm 40, cây cao thì thế này. Tán rộng là 2 này, 4 này, 6 này, 8, 90. Tán rộng là 90. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship luôn. Về mình có thể mình kéo cái tàn này xuống chút xíu để cho nó phủ, cho nó khỏi trống này chỗ này. Này, cây thân cành lắc là lượng. Thân cành lắc lượng luôn nha. Rất đẹp. Cốt đế nở luôn. Này. Cốt đế nở luôn nha. 900k bao ship. Cây rất là đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 900k bao ship. $796, 900k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 797. 797 là một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn nha, sống khỏe thùng chậu luôn. Cây đang sống rất là khỏe luôn nha. Cây này thì cốt hoành cũng rất là to, cốt hoành chắc tầm 60 nha mình. Gần 60 á. Cây cao là 2 này, 4 này, 6 này. Tán rộng này. 2 4 6 8 10, tán rộng là 10. Đang nằm chậu 50 luôn nha mình. Cái này giao lưu nhanh là 1200k bao ship luôn. Cái chậu là chậu nhựa nha, nhưng mà trên đường vận chuyển thì nó rất là dễ bị bể, cho nên là về mình có thể nếu mà còn nguyên thì thôi, còn bể thì mình thay chậu luôn nha. Mình không có tính chậu đây. Chậu này chậu nuôi thôi. 1200k bao ship, xương giao lưu nhanh luôn nha. Cây cốt rất là lực. Vừa rồi có một anh chốt rồi, đóng hàng rồi, xong rồi bắt đầu lại tháo ra do sự cố. Em nó chưa có duyên được đi. Rồi, đợt này anh em nào bồ kết thì rước ủng hộ em nó luôn nha. 1200k bao ship thôi, rất chi là mềm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 798. 798 là một cụm kim tiền liền cốt luôn nha, form thiên nhiên luôn. Này thì về chiều rồi, nó hơi tối nên là mình bật lát lên quay cho nó đủ lô luôn nha. Cây này sống khỏe rồi nha. Cây này hoành chắc tầm 30 hơn. Cây này bầu đất là 30, cây cao là 40, 40, 40 mấy đó. Cây này dọn vườn luôn. 350k bao ship luôn nha mình. 350k bao ship luôn. Là một cây kim tiền form thiên nhiên. Kim tiền hay còn gọi là đồng tiền vẫy ốc, thanh ốc xăm trâu luôn nha. 350k bao ship dọn vườn luôn. Cái này về mình lên cái chậu nữa là ok luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 799. 799 là một cây bằng lăng tím lá trung, sống khỏe luôn nha. Cây đang sống khỏe luôn. Cây này rất là lực cây, lùng lực luôn. Cây này hoành chắc cũng phải 90 nha mình. Tầm hoành 90 á, đường kính đây là 25 rồi, 30 là đường kính 30. Rồi có tầm 8 đến 90. Cây này bầu đất là 40, 40 hơn. Cây cao là
cây cao tầm 40 đến 50, 50 là đến cái ngọn này luôn. Chiều rộng là 250. Cây này rất là lực cây luôn nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 800k bao ship. Bằng lăng tím lá trung nha, sống khỏe luôn. Cây này đánh bầu rất rinh luôn nha mình. 800k bao ship, cây lùng lực luôn. Cái này nếu mình không thích thì mình về mình ghép tường vi nha. Ghép tường vi là tuyệt vời luôn. Cái dòng này thì nói là lá trung nhưng mà lá nó cũng nhích hơn cái lá nhỏ tí xíu thôi. 800k bao ship, cây lùng lực luôn, sống khỏe luôn nha. Nó có hóc lũ luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 800. 800 là gồm có hai phôi bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn nha. Một phôi là dạng cụm rừng liền cốt luôn, 2-4-6 thân. Còn một phôi đây, phôi này có hoành là tầm 20 hơn nè. Cái này là hoành tầm 40 hơn nè. Cây cao là 2-4, cây cao là 45. Bầu ươm thì cỡ tầm 30 thôi. Hai cây này dọn vườn là 450k bao ship luôn nha. Hai phôi bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn. 450k bao ship dọn vườn luôn nha mình. 450k bao ship. Rồi mình xem tham khảo ưng ý ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi hai cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Rồi nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn. Rồi Sơn khoe với nhà mình là Sơn mới về một cây sâm ngọc, rất là VIP luôn nha. Để Sơn làm một cái demo riêng cho cái cây này. Cây này thì lũ thép luôn, lũ thép âm thân luôn nha. Đường thân lắc lượng rất chi là tuyệt vời luôn. Cây thì sống khỏe đó. Cây đang cho hoa luôn. Đây, hoa sâm ngọc luôn nha mình. Đây, trái sâm ngọc luôn đây. Đây, mình khoe nhau một tí nha. Đây, cái đây nè, cái đây mới là ăn tiền nè. Ồ, rất chi là đã luôn. Cái mê luôn, lũ nè. Ồ, phôi này hơi bị tuyệt vời nha. Cây này dáng văn nhân. Nhưng mà có khả năng là Sơn sẽ đổi dáng cây này. Sam ngọc nha mình. Cây này cây VIP luôn. Đây là cây này nó được duyên. Rồi thân chào nhà mình luôn nha. Hẹn gặp lại nhà mình ở cái video riêng của cây này luôn.